quay trở lại với kênh tin giải trí. Đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới mỗi ngày. Và bây giờ, các bạn hãy cùng mình cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Cuộc đời đẫm nước mắt của nữ ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh. Đúng như câu nói, hồng nhan bạc phận. Thường xuyên xuất hiện trên truyền thông với những vấn đề không mấy tích cực như Nhật Kim Anh giành quyền nuôi con với chồng cũ, Nhật Kim Anh bị trộm 5 tỷ đồng, khiến người hâm mộ không khỏi xót xa cho hoàn cảnh của nữ diễn viên. Thế nhưng, ít ai biết rằng cuộc đời của Nhật Kim Anh vào những năm trẻ tuổi cũng đau thương không kém. Nhật Kim Anh tên thật là Đỗ Thị Kim Huê, sinh ngày 15 tháng 8 năm 1985 tại Thanh Hóa, là một nữ ca sĩ và diễn viên nổi tiếng người Việt Nam. Năm 1992, gia đình Nhật Kim Anh chuyển từ Thanh Hóa vào Vũng Tàu để làm ăn, nhưng trên đường đi bị bọn hung đồ cướp sạch tài sản. Một năm sau, ba cô mất. Năm 13 tuổi, Kim Anh chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh làm người giúp việc và được giáo viên thanh nhạc Đỗ Anh đào tạo âm nhạc từ đó. Năm 16 tuổi, cô đã bắt đầu đi hát tại những tụ điểm âm nhạc trong thành phố. Cô dần dần trở thành ca sĩ nổi tiếng, có nhiều bài hát được khán giả yêu thích. Cô còn được mời tham gia nhiều bộ phim truyền hình và cô đã thể hiện tốt khả năng diễn xuất của mình qua từng vai diễn. Nhật Kim Anh kể rằng, cuộc đời cô gặp khá nhiều trắc trở, cay đắng từ nhỏ. Cuộc tình đầu tiên của cô kéo dài 3 năm. Câu chuyện tình đã ám ảnh cô và đi vào những tác phẩm âm nhạc trong hai album của cô. Cô từng tự tử 3 lần, 2 lần đầu định nhảy cầu nhưng bị phát hiện, lần thứ 3 thành công khi khóa cửa trong phòng một mình rồi dùng dao lam cắt tay. Tuy nhiên, người giúp việc đã nhìn thấy và đưa cô đi cấp cứu kịp thời. Cuối năm 2014, cô kết hôn với một nhân viên ngân hàng tên Bửu Lộc và có một cậu con trai tên là Bửu Long, tên ở nhà là Tin. Sau một thời gian ngắn chung sống, có tin đồn cả hai ly hôn vì bất đồng quan điểm. Đến năm 2019, Nhật Kim Anh chính thức xác nhận đã ly hôn với Bửu Lộc. Thời điểm ly hôn, Nhật Kim Anh chủ động nhường cho anh Lộc nuôi dưỡng con trai mới 30 tháng tuổi cho đến nay. Sau đó, vì nhiều lần bị ngăn gặp gỡ, cô khởi kiện giành quyền nuôi con từ tháng 7 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, xử xong sơ thẩm, trao quyền cho người mẹ. Ngày 28 tháng 8 năm 2020, trong phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử tuyên hủy bản án sơ thẩm do vi phạm tố tụng. Về phía Nhật Kim Anh, nữ diễn viên trình bày, cô bị chồng cũ và người thân gây khó khăn trong việc thăm nom con trai. Ngược lại, Bửu Lộc tố vợ cũ cố tình dàn dựng chuyện, cho người ghi hình, trong khi gia đình anh đã cố gắng tạo điều kiện để hai mẹ con gặp gỡ nhau. Nhật Kim Anh cho biết cô sẽ không bỏ cuộc trong cuộc chiến giành lại quyền nuôi con từ chồng cũ. Mới đây, Nhật Kim Anh vừa đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật con trai Bửu Long tròn 5 tuổi. Cô kể, năm nay rút kinh nghiệm, mẹ dặn dò trợ lý không được nhận bất cứ công việc gì, chỉ để dành 2 ngày 19 và 20 tháng 9 thuê khách sạn nằm chọc trực ở Cần Thơ để được thăm và ăn sinh nhật cùng con trai cưng. Mặc dù chỉ gặp được chớp nhoáng vì ba con bận bịu đủ thứ. Bị trộm đột nhập biệt thự lấy 5 tỷ đồng. Nữ diễn viên tậu biệt thự mới ở Bình Chánh, rộng hơn 200m² vào đầu năm 2019. Cô cho biết ngôi nhà sang trọng, trị giá hàng chục tỷ đồng là kết quả làm việc chăm chỉ. Nơi đây có vị trí đắc địa, hướng nhìn đẹp, gần công viên và thuận tiện cho sinh hoạt. Nữ ca sĩ tiết lộ, khi mua lại ngôi nhà, cô hoàn toàn tự thiết kế và cấu trúc lại theo ý thích. Nhật Kim Anh mất khoảng 5 tháng để giám sát thi công từ xa và nhiều lần yêu cầu thợ làm lại vì không ưng ý. Theo đó, ngày 14 tháng 7 năm 2019, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về thành phố Hồ Chí Minh, Nhật Kim Anh kiểm tra qua camera, phát hiện hai két sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Về đến nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì toàn bộ số tài khoản trong két sắt đã bị mất. Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản bị mất gồm nhiều vàng, nhẫn, kim cương trị giá khoảng 5 tỷ đồng. Đúng 3 tháng sau, công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được nghi phạm đột nhập vào nhà ca sĩ và hoàn trả cho cô 60 cây vàng. Theo nữ ca sĩ, số tiền này chưa tới 2,5 tỷ đồng, tức một nửa, nhưng có còn hơn không. Người đẹp kể thêm, tôi mất tổng cộng 100 cây vàng, 4 nhẫn hột xoàn và 500 triệu đồng tiền mặt với một số vàng bồng của con trai lúc thôi nôi, rồi vàng cưới, đô la, mất hết. Bây giờ lấy lại được 60 cây là mừng. Hôm tôi bị mất trộm số tiền lớn như vậy, xui là lúc đó tôi vừa từ Mỹ về, sau đó bán được cái nhà, cầm tiền mặt nhiều quá lại vướng ngày thứ bảy chủ nhật không thể mang ra gửi ngân hàng được, thì tôi mới chuyển qua vàng. Lúc đó vàng đang lên, lúc đó tôi nghĩ qua 2 ngày nữa vàng lên được một chút sẽ có thêm một ít nữa, cũng chỉ có 2 ngày là lời.
Không ngờ chiều hôm nay đổi qua, bỏ két sắt, nghĩ bỏ tạm thôi, thứ hai đi đổi chuyển vào. Buổi sáng tôi đi về Cần Thơ thì 7 giờ tối ăn trộm đã vào. Khối tài sản khủng của Nhật Kim Anh. Có công ty riêng cùng xe sang, biệt thự lớn, Nhật Kim Anh hiện là một trong số những mỹ nhân showbiz Việt sở hữu khối tài sản mà nhiều người phải ngưỡng mộ. Mới đây nhất, nữ diễn viên Tiếng Sắt Trong Mưa vừa mua xe của thương hiệu nổi tiếng giá khoảng 5 tỷ đồng. Để sở hữu khối tài sản đáng nể, ngoài tham gia nghệ thuật, Nhật Kim Anh hiện đang là bà chủ của hai công ty mỹ phẩm. Nữ diễn viên cho biết, hiện tại cô đầu tư 60% thời gian và tâm huyết cho kinh doanh, còn lại 40% để hoạt động nghệ thuật. Dù không hay khoe những món đồ đắt đỏ, nhưng Nhật Kim Anh cũng là một tay chơi hàng hiệu ngầm của showbiz. Cô nhiều lần mạnh tay chi tiền để sở hữu những món hàng hiệu. Trong một lần xuất hiện tại một sự kiện, nữ ca sĩ từng gây chú ý với hai chiếc nhẫn kim cương có giá 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Nhật Kim Anh cũng thường xuyên dành thời gian để tận hưởng những chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình. Ở tuổi 35, Nhật Kim Anh đang là một nghệ sĩ sở hữu khối tài sản đáng nể cùng danh tiếng khiến nhiều người nể phục. Năm 2019, Nhật Kim Anh ghi dấu ấn với sự thành công của vai diễn Thị Bình trong bộ phim truyền hình Tiếng Sét Trong Mưa, đóng cặp với diễn viên Cao Minh Đạt. Năm 2020, cả hai tiếp tục sánh đôi trong phim Vua Bánh Mì được nhiều khán giả đón nhận. Và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.